Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Ngày 17 tháng 6 tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam, Gennady Bezdetko. Tại cuộc tiếp, Chủ tịch nước đề nghị đại sứ chuyển lời cảm ơn chân thành tới Tổng thống Nga Vladimir Putin về những lời chúc tốt đẹp nhân dịp được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Chủ tịch nước cũng chúc mừng nhân dân Nga đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Tổng thống tháng 3 vừa qua và tin tưởng nước Nga dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Vladimir Putin sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi Nga là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình, luôn theo dõi sát tình hình và ủng hộ Nga phát triển ổn định. Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ to lớn, trí tình, mà nhân dân Liên Xô và nhân dân Nga đã dành cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong quá trình đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước ngày nay. Chủ tịch nước đánh giá cao sự phát triển tích cực của quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nga thời gian qua trên tất cả các kênh và các lĩnh vực hợp tác. Vui mừng với việc kim ngạch thương mại song phương thời gian qua tăng đáng kể, cho rằng hai bên vẫn còn nhiều tiềm năng để thúc đẩy hợp tác đặc biệt trong các lĩnh vực như kinh tế, thương mại, đầu tư, cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải, du lịch, giao lưu nhân dân, vân vân. Chủ tịch nước tin tưởng thông qua các cơ chế song phương hiện có, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Nga sẽ tiếp tục được tăng cường hơn nữa trong thời gian tới. Về hợp tác tại các diễn đàn quốc tế, Chủ tịch nước hoàn nghênh sự phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau giữa hai nước vì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Đại sứ Gennady Besdetskoy bày tỏ nhất trí với những đánh giá của Chủ tịch nước Tô Lâm về quan hệ giữa hai nước thời gian qua, khẳng định cá nhân đại sứ và đại sứ quán sẽ tiếp tục nỗ lực để làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Nga, mong muốn thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, trong đó có kinh tế, thương mại, quốc phòng an ninh, giáo dục đào tạo, khoa học kỹ thuật, du lịch, giao lưu nhân dân, vân vân. Chủ tịch nước Tô Lâm nhất trí với đại sứ Gennady Besdetskoy về việc quan hệ việt nam nga có lịch sử lâu đời hai nước đã cùng nhau vượt qua nhiều thử thách và đạt được nhiều thành tựu to lớn cũng như nhận định chuyến thăm việt nam sắp tới của tổng thống nga vladimir putin sẽ là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước hai bên thống nhất các cơ quan hai nước sẽ phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị tốt cho chuyến thăm góp phần làm sâu sắc hơn tình đoàn kết quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước